Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng chiều qua đã chủ trì buổi làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI để thảo luận những vấn đề liên quan đến kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Đồng Nai. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại Việt Nam, gọi là PCI của Đồng Nai, xếp vị trí thứ 22 trên 63 tỉnh thành, giảm 2 bậc so với năm 2021. Chỉ số BAR Index theo dõi đánh giá hoạt động cải cách hành chính xếp thứ 55 trên 63 tỉnh thành, giảm 21 bậc so với năm 2020. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp chỉ số BAR Index của tỉnh giảm về thứ hạng. Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng Đồng Nai là một trong những địa phương có lợi thế trong phát triển và thu hút đầu tư. Nhiều năm liên tục, tỉnh Đồng Nai đứng trong top đầu của cả nước về tốc độ tăng trưởng cũng như đóng góp ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thì những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của Đồng Nai chậm lại, thu hút đầu năm 2021 cũng lọt khỏi top 10 cả nước. Bên cạnh 6 tiêu chí tăng điểm, có 4 chỉ số Đồng Nai giảm điểm là tính minh bạch, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng và đào tạo lao động v.v. Thảo luận tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng để nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh cần tập trung hơn nữa cho công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp. Cũng tại cuộc họp, tỉnh đã triển khai kế hoạch đánh giá năng lực cạnh tranh giữa các sở ngành và địa phương trong tỉnh, còn gọi là chỉ số DDCI, trong thời gian tới. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng cho rằng, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là thước đo đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Trong cuộc đua tất cả cùng chạy thì ai chậm chân sẽ bị chậm lại. Từ nay đến cuối năm, các sở ngành địa phương phải tập trung các giải pháp để cải thiện CPI, nhất là những chỉ số bị giảm điểm trong năm 2021.